phát hiện điểm yếu của đội tuyển Việt Nam, truyền thông Nhật Bản mách bài cho đội nhà. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ chạm trán nhau vào ngày 11 tháng 11 tới đây trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Và trước cuộc đọ sức lần này, tờ Yahoo Nhật Bản đã có những nhận định về đoàn quân của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, tờ báo này cho rằng hạn chế về thể hình là bất lợi rất lớn của đội tuyển Việt Nam. Tờ Yahoo Nhật Bản cũng cho rằng đội nhà nên sử dụng nhiều cầu thủ có chiều cao tốt để chơi không chiến. Ở trận gặp Việt Nam, việc sử dụng tiền đạo có ưu thế về không chiến là điều cần thiết cho đội tuyển Nhật Bản. Đối thủ của Nhật Bản là đội bóng nhanh nhẹn, chăm chỉ nhưng chắc chắn là thấp bé về hình thể. Tiền đạo có khả năng không chiến tốt sẽ cụ thể hóa mục tiêu ghi bàn. Ngoài ra, tờ báo này còn đưa ra nhận định nếu Osako không đạt 100% phong độ thì huấn luyện viên Moriyasu sẽ cất anh trên ghế dự bị để nhường chỗ cho Ayase Ueda, Kyogo Furuhashi hay Daisen Maeda. Những cầu thủ này vốn mạnh về tốc độ, kỹ thuật nhưng lối chơi như vậy thường không xuất hiện dưới thời huấn luyện viên Moriyasu. Bên cạnh đó, nếu xếp Ayase Ueda đá cùng với Ao Tanaka, Wataru Endo hay Ryo Hatate sẽ có vấn đề về mặt hợp tác.